Tính đến chiều ngày 5 tháng 5, toàn cầu có hơn 3,6 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2, hơn 252.000 người tử vong và trên 1,2 triệu người đã được điều trị khỏi bệnh. Riêng Việt Nam, tính đến ngày 5 tháng 5 là 19 ngày Việt Nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 là 271, trong đó có 221 ca mắc bệnh được công bố khỏi bệnh. Đột phá, Israel phân lập thành công kháng thể virus SARS-CoV-2. Các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Sinh học Israel đã phân lập thành công một kháng thể đặc biệt hiệu quả trong việc ngăn chặn virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trong một tuyên bố ngày 4 tháng 5 sau khi thăm Viện Nghiên cứu Sinh học Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Naftali Bennett cho biết kháng thể đơn dòng do Viện Nghiên cứu Sinh học Israel phát triển có thể tiêu diệt virus gây bệnh COVID-19 trong cơ thể người nhiễm. Ông Bennett nhấn mạnh đây là một đột phá quan trọng tiến tới tìm ra cách chữa trị bệnh COVID-19. Theo Giám đốc Viện Nghiên cứu Sinh học Israel, Shmuel Sapira, công thức kháng thể nêu trên đang trong quá trình được cấp bằng sáng chế, sau đó một hãng dược phẩm quốc tế sẽ sản xuất đại trà. Viện Nghiên cứu Sinh học Israel dẫn đầu các nỗ lực của Israel phát triển phương pháp điều trị và bào chế vaccine phòng virus SARS-CoV-2, trong đó bao gồm xét nghiệm máu từ những người đã bình phục sau khi mắc COVID-19. Các kháng thể lấy từ các mẫu máu này là những protein trong hệ miễn dịch còn lại sau khi cơ thể đã chống chọi thành công với virus SARS-CoV-2. Các kháng thể này được xem là một chìa khóa giúp mở ra hướng điều trị bệnh. WHO báo động tình trạng chữa COVID-19 theo kiểu dân gian. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo rằng cần tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm tính hiệu quả và các tác dụng phụ trước khi sử dụng bất kỳ phương thuốc dân gian nào trong việc điều trị COVID-19, đài CNA đưa tin. Ngày 4 tháng 5, văn phòng WHO khu vực châu Phi Hạ Sahara ra thông báo nêu rõ, ngay cả với các liệu pháp có nguồn gốc từ tự nhiên hoặc từ các cách chữa bệnh truyền thống, việc công nhận tính hiệu quả và an toàn của chúng thông qua các thử nghiệm lâm sàng là rất quan trọng. WHO khẳng định rằng các phương pháp hỗ trợ hoặc phương thuốc thay thế mang lại nhiều lợi ích trong việc điều trị COVID-19. Tuy nhiên, tất cả những phương pháp hay phương thuốc này cần được kiểm chứng một cách khoa học trước khi được áp dụng rộng rãi. WHO tuyên bố họ vẫn hợp tác cùng các đối tác nghiên cứu lâm sàng nhiều loại thuốc khác nhau, bao gồm cả một số sản phẩm y học dân gian để nhanh chóng tìm ra thuốc đặc hiệu trị COVID-19. Tổ chức này cũng cảnh báo người dân cảnh giác trước các thông tin sai lệch, nhất là trên mạng xã hội, và tái khẳng định quá trình nghiên cứu thuốc chữa bệnh vẫn đang được tiến hành. Theo đó, việc sử dụng các loại thảo dược chưa được kiểm chứng có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng, khiến họ có những suy nghĩ sai lầm và lơ là các biện pháp phòng bệnh hiệu quả đã được chứng minh. Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina đã khuyến khích người dân uống một loại nước hỗn hợp thảo dược, trong đó có thanh hào hoa vàng, để phòng ngừa và điều trị COVID-19. Theo hãng tin Reuters, ông Rajoelina đã tự hào tuyên bố trên Facebook rằng Madagascar là nước đầu tiên tìm ra cách chữa COVID-19. Phương thuốc dân gian được giới thiệu là có thể đẩy lùi virus trong vòng 6 ngày. Tuy nhiên, Học viện Y dược Madagascar hoài nghi về loại nước thảo dược này. Ông Marcel Rajanam Barani, giám đốc học viện này cho rằng phương thuốc này có thể gây hại cho người sử dụng, nhất là trẻ em. Ý dẫn đầu châu Âu trong việc nới lỏng phong tỏa. Ý đang dẫn đầu châu Âu trong việc nới lỏng các biện pháp phong tỏa nhằm ngăn COVID-19 lây lan gần 2 tháng sau khi đại dịch hoành hành nước này. Hơn 4,4 triệu người dân Ý đã đi làm trở lại từ hôm 4 tháng 5 sau 7 tuần nước này áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt. Động thái này diễn ra khi Ý cố gắng kiềm chế tác động của việc đóng cửa đối với nền kinh tế. Giai đoạn 2 của các biện pháp ứng phó COVID-19 của Ý bao gồm nối lại các hoạt động trong các nhà máy, tại các công trường xây dựng và kinh doanh. Người Ý giờ đây được phép tới thăm người thân, bạn bè sống trong cùng khu vực. Các công viên cũng được phép hoạt động trở lại để người dân có thể dạo bộ, chạy bộ hay chơi thể thao. Các cuộc tụ tập xã hội vẫn bị cấm và người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng và khi tham gia phương tiện giao thông công cộng. Các lệnh cấm về đám tang đã được nới lỏng với tối đa 15 người được phép tham dự, song đám cưới vẫn chưa được phép tổ chức vào lúc này. Các quán bar, tiệm làm tóc và nhà hàng sẽ được phép hoạt động trở lại từ ngày 1 tháng 6 nếu tỷ lệ lây nhiễm tiếp tục thấp hơn. Nam Phi thử nghiệm vaccine ngừa bệnh lao có từ 100 năm trước để chống COVID-19.
Hàng trăm nhân viên y tế Nam Phi hôm 4 tháng 5 đã được tiêm thử nghiệm vaccine ngừa bệnh lao có từ 100 năm trước để kiểm tra xem liệu vaccine này có thể giúp ngăn COVID-19 hay không. Được nghiên cứu và phát triển tại Viện Pasteur huyền thoại ở Pháp cách đây 100 năm, vaccine phòng bệnh lao Bacillus Calmette-Guérin là một trong những loại vaccine lâu đời nhất và đáng tin cậy nhất trên thế giới. Các cuộc thử nghiệm diễn ra tại Bệnh viện Tigerberg ở thủ đô lập pháp Cap Town. Tại đây, 250 nhân viên y tế được tiêm nhắc lại vaccine Bacillus Calmette-Guérin, trong khi 250 người khác được tiêm giả dược. Giáo sư Andres Diaken, người sáng lập TASK cho biết, có những quan sát cho thấy rằng vaccine Bacillus Calmette-Guérin có tác dụng đối với hệ thống miễn dịch mà chúng tôi thực sự không hiểu được. Trẻ em được tiêm chủng Bacillus Calmette-Guérin có xu hướng ít bị các bệnh về đường hô hấp, kể cả hen suyễn. Ông Diaken nói, nó làm cho hệ miễn dịch chống chọi tốt hơn với các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Không ai thực sự hiểu tại sao nó lại hiệu quả. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.